gì đây? Đi. Tưởng thế nào một đàn bên kia? Phát là một đàn luôn, nó quay lại cái mẹ mà trời. Nó rụi thế này á? À? Đang ăn, nó đang rụi, nó tìm người ăn rồi. Ui, cái này mấy con kìa này. Đông, mỗi đàn này đông lắm. Đàn này chắc cái này về. Anh ơi, có con đầu đàn không? Chắc phải có con to lắm. Ui, thế thôi, thằng con đầu đàn hôm qua huyết em rồi. Răng nó dài này này, cái nanh ấy. Chết. Đây, phát cả một cái khu này. Cả một cái khu này mẹ mà toàn... không, đây mọi người à. Mọi người có thể thấy này. Nó rụi. Ở đây là nó mình vừa đi ở bên dưới đi lên trên mạn trên này cái là thấy nó rũi ở đây này, vừa đi lên cái nó phát hiện ra tiếng của anh em mình cái là nó này, nó rũi rồi đấy. Không có khả năng nếu mà cái vết này nó phải rơi vào tầm của hai con đấy, không phải nhiều lắm, đông lắm. Nó đi đến đây phát mà nhìn thấy một đàn nó tập trung vào đám này và ở cả khu vực ngoài này nữa. Này nó vẫn bọn này nó đi làm ổ để không phải đâu, nó đi kiếm ăn cái giống này, nó đi kiếm ăn đấy thì nó cày ở cái khu vực này nên vậy. Em mà... tưởng là anh bị thế nào như vậy. Đây chạy đấy. Nó nằm đây rất là đông, nó nằm đây vào không anh? Nó cày gì đấy? Trước này là ở đây này nó là cái hố nước hiểu không, đá lên đây là nó tìm nước trên đây uống này thì nó đâu đông ở trên đây này. Đây này hố nước đây, hố nước mà. Ở đây lại có cái hố gì này nhỉ? Nước để cho nó uống này hả? Cái này kiểu như là nhiều khoan giếng thử nghiệm. Ý là kiểu nước ở trên rừng hiểu không? Khoan giếng. Khoan để cho kiểu như là người lên trên đây ta lấy nước để ta tưới cây ấy. Ý là kiểu rừng này giờ nó hết nước rồi phải không? Nó kiếm nước. Em mà chia cho ra xem nào. Này nó chạy hướng nào ấy? Nó chạy thẳng xuống dưới này. Nó phát hiện là có tiếng động của anh phát là nó thi nhau, nó chạy hộp cái bè này, nó vừa chạy nó vừa thở nhẹ, nó cứ nghe nó hú hồn này, chia nhau ra thì đâu thế thì có một con chứ có đấy, cái đùa đâu mà chúng có đi đông mà đâu thôi là nó cày nó hốt cho chết đấy đi. Hôm qua anh bị cán chết trừa hôm qua là con đầu đan. Đâu anh? Đâu, thế nào? Anh ghen đây. Đâu. Nhanh. Kéo. Chưa một đống nước kìa. Chậm. Gì đấy? Ông. Tránh ra, tránh. Bị đốt rồi hả? Ừ, đốt rồi. Ui. Bên đây. Ơi, bên đây. Cái gì đây? Hả? Ui, làm sao đây? Cái gì đấy? Chạy nhanh. Nhanh nhanh. Có trên gì không? Đâu đây? Viên ơi. Viên. Cái gì đây? Ui, tưởng thế nào một đàn bên kia? Bật hết quả lên luôn rồi. Làm sao cơ? Một đàn bên kia thôi. Cây này nó cũng đẻ cây hết cây đây luôn. Thế thì nó ở bên kia. Này là chắc là vừa nó đi cỏ. Qua đây rồi nhưng mà nó đi qua một đàn đang bên kia. Bên kia một đàn luôn. Ui, tưởng thế nào quậy? Ui, làm sao cơ? Đi, trang chép đi.
quay quay vào. Quay vào, quay vào. Cả tổ ong ở đây nhá. Đấy, tổ ong. Đẩy đi nhá, đẩy đi nhá. Đấy đấy, vừa đấy là nó một đàn nó ở đây này. Quá nguy hiểm. Cái đàn này là có con đầu đàn to đấy nhá, cẩn thận nhá. Chắc là em nghĩ con hôm qua, con đầu đàn hôm qua cắn anh Khoa đấy. Ở đoạn dưới này hay sao này? Dưới này này. Anh em tập trung nhá, để ý xem là nó động ở đâu nhá. Ở đây, 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 đây. Dưới này này, dưới đây này. Đây này. Hắn động ở dưới này. Bây giờ cứ ròn nhẹ thôi. Từ từ đi đánh cho nó đi. Nhẹ nhẹ từ từ thôi nhá. Hả? Nhẹ mày trưng đây thằng mà không ròn được nó à? Hả? Bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Ok. Đây này. Cái đàn lợn rừng là nó đang ở dưới cái khu vực dưới này. Cẩn thận nhé anh em, hết sức cẩn thận nhé. Đi chậm chậm thôi. Ôi, con đây này nó đang động ở mạn dưới này này. Mọi người ạ, thì hiện tại thì anh em mình đang phát hiện ra là nó đàn lợn này nó đi xuống khu vực dưới này rồi. Đấy, mọi người có thể thấy. Nói nhỏ thôi, không nó chạy bây giờ. Bây giờ chỉ có anh em mình chỉ có chia nhau ra đi từng hướng ròn vào. Bắt được con nào thì bắt. Bắt được con nào thì bắt. Em một con đồ đàn nguy hiểm lắm ấy chứ đùa đâu. Anh Khoa cẩn thận nhá. Khoa ơi. Cẩn thận nhá. Bình tĩnh thôi. Cứ đi đến nó bình tĩnh thôi. Cẩn thận nhá. Ở đâu chị yên thế nhỉ. Với có khả năng là nó nem xuống dưới rồi. Dưới này có cái thứ lúc nào. Đây này, nó xuống xuống đúng rồi này. Nó xuống cái húng này rồi này. Đi đi rồi xuống đây chặt. Anh Vũ. Ôi trời ơi. Gì anh ơi. Nó chạy mẹ sang kia rồi. Nó chạy sang quả kia rồi à? Chạy sang bên kia rồi. Ôi trời. Ôi, đoạn này nó rộng quá, mình đi nó khó. Nó mình đi nó có tiếng động rồi. Nó tiếng động nó cứ giạt giạt dần đấy anh ạ. Nó chạy hết sang hướng bên này rồi. Đi quay quay lại. Anh bỏ máy đi đi ròn ròn xuống chia nhau ra. Đi mình chỗ này rồi. Ròn chỗ đây đi. Đi vòng lên không đi vòng sang hướng đấy nè. Anh ơi, anh Khoa ơi. Quay đi sang đây đi. Đi sang đây mà đón bên này đi. Sang bên này đi. Ủa cái chỗ này là cái chỗ thung lũng này. Ừ đừng đi ra ngoài đấy rồi trượt ngã rồi đâm đầu ông đấy đấy. Nếu nó xuống đây phát nó vòng lên trên kia được ngay được. Này lắm. Ông Khoa nhanh nào. Anh phải đi chung với anh đừng đi riêng. Nhanh thế nhở? Đó đi đường này nè. Đi đường này nè, nhanh đi. Nó luồn qua cái thùng lũng này xong bắt đầu này. Là nó. Nhanh lắm. Thôi đi quay lại đây đi, quay lại đây đi. À mấy cái bẫy đặt ở khu vực nào nhỉ? Bên kia mà. Bên kia? Vâng. Có khả năng phải đi. Thôi bây giờ như thế này là cũng không bắt được đâu. Nó cứ thấy mình rộng đến đâu nó lại cứ lùi dần anh ạ. Thôi bây giờ thì quay lại đi thăm mấy cái bẫy đi. Không muộn rồi. Bây giờ mà cứ đưa rồi nó theo như thế này thì cũng không ổn đâu. Mọi người ạ. Bây giờ thì anh em mình phải quay trở lại để đi thăm cái bẫy kỳ đà. Thì bây giờ mà cứ rồn theo cái đàn lợn này thì chắc chắn là cũng không bắt được vì cái đàn này nó khá là đông và nó nủi rất là nhanh và ở trong cái khu vực này nó rậm rạp mà nó nủi rất là nhanh. Đi bây giờ đi quay sang đi sang thăm bẫy đi. Bên này này. Bẫy đặt ở hướng bên này đi. Đi đi. Làm sao ấy? Hả? Làm sao? Cẩn thận đấy, để ý cả ong nhá.
đi quay lại xăm bẫy thôi.